Tinder là ứng dụng hẹn hò và kết bạn được rất nhiều bạn trẻ sử dụng hiện nay, và Miu cũng là một trong số đó. Và thứ ba đó là chức năng dashboard. Thì chức năng này là một cái chức năng mà Miu thấy cực kỳ quan trọng luôn nha. Tại vì á, với cái chức năng này thì mình có thể kết bạn được với bất cứ ở đâu trên thế giới này. Song song đó thì mình cũng có thể trau dồi được ngoại ngữ của mình nữa. Và để trải nghiệm được chức năng dashboard này, các bạn chỉ cần mua gói Tinder Gold trên ứng dụng